Rồi. Chào mọi người nhé. Nay có một bác có một cái câu hỏi là cái ổ cứng HDD này nó bị hỏng cái này nhá. Nếu mình mở cái phụ hỏng xong này thì có cách nào để cho nó chạy không? Thì có nhá, chỉ còn cách là mua ESC rời bên ngoài thôi. Nhưng mà bác ấy này không biết xác định mà ESC nó chỉ có chạy bằng cần 3 giây thôi. Cái này nó mắc hình sao. Ghép này, đây một dây nữa hoặc là dây chung nhá. Thì con này đa phần ý, những cái ổ này này nó sẽ mắc theo kiểu này. Kiểu này thì mo men nó khỏe nhưng mà tua nó sẽ không cao. Còn một kiểu nữa là nó sẽ như thế này. Này tam giác nhé. Đây là hình sao này. Thì để xác định được cái xe chung này thì cũng đơn giản thôi. Thì mình hình dung như là đo các đầu, ví dụ đo ba cặp này nhá, thì nó sẽ đi phải đi vòng qua hai cuộn dây thì điện trở nó sẽ cao. Rồi này cao này, rồi này cao này. So với là đi từ từng cuộn qua cái xe chung này, này. Đây xuống đây này. Giờ nó sẽ thấp hơn nhá, từ từ là bằng 1/2 thôi nhá. Thì cách xác định thì mình cứ đo thôi. Đo từ dây này nó ăn xuống đây này, ăn xuống đây, ăn xuống đây này nhá. Còn 3 dây còn lại nó sẽ ăn lần lượt, thì để mình đo cho. Này, đo cái đầu tiên này, 1/2 nhá. Cái này là trên là chân chung này, vì điện trở nó bằng nhau mà, nó bằng nhau mà nó đều nhau. Ví dụ như mình bỏ chân này ra nhá, chân này đây mình sẽ đo giữa ba chân này nhá, chân này bất kỳ nó sẽ cao hơn này, 1/9 nhá, 1/9 này, 1/9 đấy. Thì 1/9 vì nó phải một phẩy chín, 1/2 là bởi vì là nó từng cuộn này thôi, nó chạy qua đây thì là 1/2 này, 1/2 này, 1/2 này, hai cuộn này nó sẽ cộng dồn lên nhá, nó không chính xác tuyệt đối đâu, sai số của đồng hồ thôi mà, nó cũng tầm sắp xỉ 2 nhá, nó sẽ chạy qua hai cuộn, hai hết. Thì cách xác định đấy là đo là nhanh nhất, đo nội trở của từng cuộn một để xác định đây chung nhá.
từ một đầu bất kỳ mà đo ra giá trị bằng nhau mà nó thấp hơn so với đo từng cặp còn lại ấy, mà phải đều nhau nhá. Như mình đo tất cả cái này đều 1.9 hết này, còn từ dây một dây với lại ba đầu còn lại nó chỉ là 1.2 thôi, thì nó sẽ là cái dây chung. Dây chung này ESC đây, ví dụ đây thì là ESC này, nó chỉ có ba đầu thôi, UVV kép thôi. Thì mình sẽ bỏ cái này đi, cái chung này chúng ta nó bỏ này đi, đấu cái này vào ba cái đầu này thôi. Điện áp cấp vào đây, U vào đây, ở đây nó sẽ có một cái cộng gọi là cái nối ra test servo đấy, gọi là cái chiếc áp ấy, nó tạo xung 555 ấy, kiểu vậy để điều chỉnh tốc độ. Thế thôi, còn xác định thì mình cứ đo thôi, đo lần lượt thôi. Đây, ví dụ như mình lấy dây này, mình sẽ đo với này bất kỳ dây khác, nó là 1.2 nhá. Mình lấy dây này, nó là mình thử dây này đi, đây 1.9 này, 1.9 này, nhưng đây có 1 thôi thì chắc chắn đây không phải là dây chung. Tương tự như vậy, 1.9 này, 1.9 này, 1.2 này thì nó cũng không phải là dây chung nhá. Tương tự dây còn lại, 1.9 này, 1.9 này, 1.2 này thì chắc chắn là ba dây này không phải là dây chung, chỉ có một dây này thôi, cho giá trị là 1.2 đều hết. Một này, nói chung là nó sai số đồng hồ thôi. Đấy, 1.2 này thì chắc chắn dây này sẽ là dây chung, ba dây này sẽ là dây pha. Đấy, bỏ dây này đi, bạn chỉ cần câu ESC 1, 2, 3 này nó sẽ chạy thôi, đơn giản thế thôi. Còn không thì cứ nắp mạch này vào thôi, này nó sẽ chạy. Này nó có cái nước nỉ dưới đây nữa, mà thật ra chả cần thiết, cứ nắp vào cho nó đỡ bụi. Thank you.
kích. Tay mình không thể nào giữ được. Chạy bình thường nhé. Cái này chưa mình kích một lần rồi nhưng mà nó cứ quẹt 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 nó phát sung. Cái này là phải kích trước. Kích sẵn luôn. Cho hút chặt nó có bự. Thank you.
này quá tải là nó ngắt đấy. Chúng ta cắm lại không? Đã chạy nhé. Quần rất đẹp. Đây có cái ổ bi này. Ổ bi này không biết làm được gì không. Chục năm. Đây, chạy không ngắt nhá. Kết nối 26. Chạy bao chạy luôn. Rồi. Còn nếu mà hỏng mạch này ấy, chỉ còn chạy AC ngoài thôi thì làm đi đầu video nhé. Nếu thấy hữu ích thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn.